Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì New Sun đã quay trở lại để chia sẻ với tất cả mọi người về một chiếc máy xay giò chả mini. Nhưng không chỉ đơn thuần là có thể xay giò chả, mà ngoài ra có thể giúp mình xay được những món ăn khác như chả cá, thịt viên, xúc xích, pate, và thậm chí là xay được cả các loại gia vị như tiêu, ớt, tỏi, và có thể đánh chả bông hay còn gọi là đánh ruốc. Và đây chính là chiếc máy xay mà chúng tôi muốn nhắc tới. Trông khá là nhỏ gọn và đẹp mắt đúng không ạ? Ngoài hai dòng máy xay giò chả mini 0,5kg và 2kg thì chiếc máy xay giò chả mini 1kg này của New Sun cũng đang được đông đảo các chị em và các hộ kinh doanh giò chả quy mô nhỏ ưa chuộng để sử dụng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá xem chiếc máy xay này có gì đặc biệt nha. Dòng sản phẩm máy xay giò chả mini New Sun cung cấp được chia làm 3 model 0,5kg, 1kg và 2kg. Các mẫu này đều giống nhau về chất liệu và tính năng, chỉ khác nhau về kích thước và sản lượng. New Sun tự hào là đơn vị đầu tiên và duy nhất được Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận dòng sản phẩm máy xay giò chả New Sun đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Chiếc máy xay giò chả mini 1kg này có thiết kế tương đối là nhỏ gọn, với tông màu chủ đạo là màu trắng bạc của chất liệu inox, trông rất sáng bóng và sạch sẽ. Và với thiết kế nhỏ gọn như vậy nên bạn hoàn toàn có thể đặt máy ở trên bàn hoặc trên một chiếc kệ nào đó để thuận tiện cho quá trình sử dụng. Về chất liệu thì phần cối xay và khung máy đều được làm từ inox 201 cao cấp. Chất liệu này cũng được xem là một trong những loại inox tốt nhất hiện nay, chỉ đứng sau inox 304. Inox 201 khá bền, cứng cáp và có khả năng chống rỉ cũng rất tốt, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Phần khung máy được thiết kế dạng khung chân vuông nên cố định máy rất là chắc chắn. Tiếp theo là phần cối xay giò. Đây chính là nơi để chúng ta cho thịt vào xay nhuyễn thành giò. Cối xay của chiếc máy xay giò 1kg này thì như chúng ta có thể thấy, hình dạng của nó khá giống với những chiếc nồi nấu ăn inox ở nhà mình đúng không nào? Kết hợp với cối xay dạng vòm là bộ lưỡi dao ba cánh được làm từ thép không rỉ sắc bén, nên việc xay nhuyễn thịt sẽ rất dễ dàng. Ba cánh lưỡi dao được thiết kế nghiêng 8 độ chuẩn xác, giúp cho việc chém phá thịt khỏe, cuộn đảo thịt nhanh và đều, không xảy ra tình trạng kẹt thịt. Và ngoài lưỡi dao thì động cơ cũng chính là yếu tố quyết định nên chất lượng xay giò chả nữa. Động cơ sử dụng cho chiếc máy này là loại motor Việt Nam dây đồng 100%, công suất lên đến 900W nên xay thịt rất nhanh và khỏe. Dù có xay liên tục cũng không xảy ra tình trạng máy bị ì hay quá tải. Ngay bên cạnh motor là công tắc bật của máy xay giò chả. Chiếc công tắc nhỏ xinh này sẽ giúp cho việc vận hành máy rất đơn giản. Đặc biệt, máy còn thiết kế thêm một chốt lật để khi xay giò, bạn có thể mở chốt để nghiêng cối tới 90 độ để tăng độ cuộn đảo giò, giúp thịt xay nhuyễn đều hơn, trộn đều gia vị nhất. Hướng dẫn sử dụng. Bước 1. Cân thịt và mỡ. Tùy nhu cầu làm giò để bạn có tỷ lệ nạc và mỡ phụ gia cho phù hợp. Bước 2. Cho thịt vào cối xay. Bước 3. Kết nối nguồn điện. Bật công tắc. Ngay lập tức máy sẽ tiến hành xay. Khi máy bắt đầu xay, thịt có thể bị bắn ra ngoài vì tốc độ xay nhanh, nên khoảng thời gian này bạn nên đóng chặt nắp cối xay. Xay được khoảng từ 10 đến 20 giây thì bạn có thể cho thêm mỡ và gia vị vào xay tiếp. Bước 4. Khi các nguyên liệu đã được hòa trộn với nhau, bạn có thể mở chốt để nghiêng máy và đảo cối xay để tăng độ cuộn đảo cho giò. Xay thêm khoảng 1 phút thì tắt máy. Bước 5. Ngắt điện và nghiêng cối để lấy giò sống ra. Đặt máy tại nơi khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ, tránh nhiễm điện và mất an toàn khi sử dụng. Để không bị kẹt thịt và cho chất lượng giò chả ngon nhất, bạn chỉ nên xay lượng nguyên liệu bằng 70-80% sản lượng của máy. Tránh sử dụng máy ở những thời điểm điện quá yếu, máy cố tải sẽ dẫn đến cháy motor. Tuyệt đối không cho tay vào cối xay khi đang xay thịt. Vệ sinh máy sạch sẽ sau mỗi ngày sử dụng để tránh rỉ sét. Không để trẻ em tiếp xúc gần với máy xay. Đặc biệt, khi mua sản phẩm máy xay giò chả tại điện máy New Sun sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 20% cộng một phiếu mua hàng trị giá 500.000. Bảo hành 1 năm phần điện cộng 3 năm các mối hàn inox. Bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên. Miễn phí vận chuyển nội thành các chi nhánh Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An, Đà Nẵng và Nha Trang. Hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm máy xay giò chả, New Sun cũng cung cấp thêm các sản phẩm máy liên quan hỗ trợ khác như máy nướng chả quế, tủ hấp giò chả, nồi luộc giò chả, máy đùn xúc xích, máy viên thịt, máy rang chả bông. Quý khách có thể tham khảo lựa chọn cho đơn vị của mình, chọn bộ sản phẩm để phục vụ công việc được hiệu quả hơn. Vừa rồi chúng ta đã vừa trải nghiệm chiếc máy xay giò chả mini 1kg do New Sun trực tiếp sản xuất và phân phối. Nhìn chung thì chiếc máy xay giò chả mini 1kg này khá là nổi bật ở phần thiết kế nhỏ gọn, có thể dễ dàng di chuyển, và bên cạnh đó thì cách sử dụng máy cũng rất là đơn giản.
Với năng suất 1kg mỗi mẻ thì máy đáp ứng tốt nhu cầu làm giò chả của các chị em nội trợ, các cô bác tiểu thương bán thịt ngoài chợ và các hộ kinh doanh giò chả quy mô nhỏ. Và nếu như bạn muốn chia sẻ suy nghĩ về chiếc máy này thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Và để được tư vấn chi tiết hơn về dòng sản phẩm này thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ đến số hotline của điện máy New Sun 0961 555 155, 0961 555 255 hoặc truy cập website dienmayneusun.com để được hỗ trợ và tư vấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.